Đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Hà Quế Dương xin kính chào quý anh chị bà con theo dõi video clip này. Hôm nay đồ gỗ Quế Dương giới thiệu cho quý anh chị bà con một bộ bàn ghế móc mỏ cỡ đại 9 món và một bộ tủ chè mẫu mới bằng gỗ gụ Ta Quảng Bình, hàng rất là đẹp. Sau đây thì đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Hà Quế Dương sẽ nói chi tiết vào từng bộ. Thứ nhất, bộ ghế móc mỏ này là chất liệu gỗ gụ Ta Quảng Bình, hàng chọn vân vít, rất là đẹp. Bộ ghế cao, to, bàn dài. Bàn chiều dài là 1m76 và chiều rộng là 80, chiều cao là 80cm, cộng với đó là một đoạn chiều dài 2m13, chiều cao từ dưới đất lên đoạn phần cao nhất là 1m40, từ dưới mặt đất lên bệ ngồi là 54 và chiều sâu là 55cm. Có 4 ghế đơn thì chiều cao của ghế đơn từ dưới đất lên đỉnh cao nhất đây là 1m32, chiều cao từ mặt đất lên bệ ngồi là 54cm. Dáng ghế chân quỳ rất cong và dẻo, cùng với đó là những móc mỏ được nghệ nhân đục vuốt cong và rất là khỏe dẻo, tay được vuốt cong dẻo và chọn vân. Dáng ngồi quý anh chị có thể nhìn dáng ngồi như chúng ta đang ngồi vào một cái ngai, rất đẹp và thoải mái, rất là chắc. Ghế được đóng theo nối mộng thùng xuất tàu, tức là ghế này thường là được xuất sang Trung Quốc. Thị trường đồ gỗ rất là phát triển và kỹ tính. Hàng vuốt cong rất mịn màng, điệu đà, đẹp. Đây là một đôn di động, một đôn ngồi di động. Khi chúng ta có khách, chúng ta kéo dài này để ngồi. Còn nếu khi chúng ta không có khách, không ngồi đến, chúng ta cất vào đây. Chúng ta cất vào trong này. Quý anh chị, bà con, ai có nhu cầu mà muốn tìm hiểu, tư vấn về đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp như bộ ghế móc mỏ, sập vụ tủ chè hay những bàn trà và tượng, thì có thể liên hệ với đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Hà Quế Dương. Sang trọng hôm nay, giá trị mai sau. Số điện thoại 0963129996. Số điện thoại này có Zalo và 0968129996. Địa chỉ cơ sở 1, thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Cơ sở 2, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Hà Quế Dương rất mong muốn được phục vụ quý khách. Tiếp theo, giới thiệu với quý bà con, đây là một bộ tủ chè gỗ gụ Ta Quảng Bình được chọn vân và đóng bộ nèo rất là cao cấp. Bộ nèo này được đóng bằng tay kênh bông nèo chim chỉ, hoa đào và hoa hồng. Trên bộ nèo này gồm 8 con chim, 2 con sóc và 2 con hiêu. Ở giữa tạo điểm nhấn là hoa hồng và 2 con chim chỉ chống mái, như một cặp uyên ương được đục kênh bông
rất là sắc nét. Chúng ta nhìn người thợ giỏi và thổi hồn vào sản phẩm. Chúng ta nhìn con chim, chúng ta phân biệt được con trống và con mái. Con trống và con mào rất rõ và đẹp, con mái nằm bên dưới, mào nhỏ hơn, ngắn hơn. Toàn bộ thành được chọn vân rất là đẹp, vân núi và vân nòng chai. Cánh tủ được chọn từ một tấm ván xẻ đôi thành hai bộ cánh tủ vân giống nhau. Bản nề và khóa bằng đồng nguyên chất vàng óng, đẹp sắc nét. Chìa khóa cũng bằng đồng nguyên chất. Chìa khóa cũng bằng đồng nguyên chất. Hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp của đồ gỗ mỹ nghệ Hà Quế Dương là làm kỹ từng chi tiết, từ chiếc khóa đến ổ khóa đều bằng đồng, hàng cao cấp. Tủ được làm cánh rất là dày và mở đóng rất là khít, đóng mở rất là khít. Quý anh chị, ai có nhu cầu tìm mua sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, ghế móc mỏ, sập vụ, tủ chè, xin liên hệ với đồ gỗ mỹ nghệ Hà Quế Dương. Đến trực tiếp, quý anh chị xem những bộ ghế móc mỏ như thế này, hoặc những bộ tủ chè như này, chúng ta xem còn đẹp hơn rất nhiều so với quay ở trên video buổi tối như thế này. Thiếu ánh sáng và không thể nột tả hết về vẻ đẹp của bộ ghế như này, cũng như bộ tủ chè phía bên này. Trên cơ sở 2 của đồ gỗ mỹ nghệ Hà Quế Dương còn rất nhiều đồ để quý anh chị có thể đến tham khảo và xem trực tiếp tại cơ sở 2, thôn Đông Phú, xã Hòa Thạch, huyện Cô Oai, thành phố Hà Nội. Còn nơi Hà Quế Dương đang đứng đây là cơ sở 1, thôn Bạch, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là bộ bàn trà. Bộ ghế này rất rộng và dài nên là có thể để được rất nhiều thứ. Trên đây là bộ bàn trà bằng gỗ chắc đỏ đen, hàng đục kỹ, sắc nét, đẹp. Để được bộ ấm trà trên này và 6 chén, một chiếc cốc thủy tinh. Thì chúng ta để một bộ bàn trà như thế này trên một bộ bàn ghế tổng thể, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Bộ bàn ghế dài như thế này thì chúng ta có thể để được cả một chậu hoa hoặc chậu quất làm tiểu cảnh khi chúng ta muốn trưng bày để chơi những ngày Tết, Tết đến xuân về. Hoặc chúng ta có thể để những đĩa hoa quả trên bàn tiếp khách, hoặc bánh kẹo, rất là phù hợp, rộng rãi, thoải mái. Xin cảm ơn quý anh chị và bà con, cô bác đã theo dõi video clip này của đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Hà Quế Dương. Rất mong được hợp tác với quý anh chị và tiếp quý anh chị tại nhà để xem những bộ ghế trực tiếp như thế này. Đây là những bộ ghế hàng cao cấp, hiếm có, khó tìm, bằng gỗ vụ ta Quảng Bình, cũng như những bộ sập vụ tủ chè Hà Quế Dương chuyên cung cấp những hàng đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp như gỗ vụ ta Quảng Bình, gỗ chắc, gỗ cẩm nai Việt, những dòng sản phẩm cao cấp hướng đến thị trường những người chơi sành sỏi và muốn có đồ đẹp để đời.
Sang trọng hôm nay, giá trị mai sau. Giàu thì người ta mua vàng, còn sang người ta chơi đồ gỗ. Vàng thì chắc chắn quý anh chị có nhiều cũng không ai khoe. Nhưng đồ gỗ đẹp, quý anh chị ai cũng muốn mình có được những đồ kê trong nhà bằng gỗ đẹp, sang trọng, lịch sự. Và cũng rất muốn bạn bè, người thân đến nhà thưởng trà, đàm đạo. Và nói nhất là những người yêu đồ gỗ, pha ấm trà nóng thơm ngon, tinh khiết, uống vào nhâm nhi và bình luận về đồ gỗ rất đẹp và rất thú vị. Xin cảm ơn quý anh chị, xin cảm ơn.